Xin chào các bạn, bác sĩ Quân đã trở lại với chương trình YouTube của mình. Thưa các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một chủ đề mà tôi nghĩ là nó vẫn rất là nóng, đấy chính là chuyện rách võng mạc. Chúng ta biết là rách võng mạc cũng có thể thường hay gặp ở những cái đối tượng bệnh nhân trẻ tuổi cận thị cao độ. Và một cái điều mà ta rất là hay lo lắng là những người trẻ tuổi thì người ta thường rất là năng động và người ta rất là mong muốn làm nhiều cái điều. Đặc biệt là chơi thể thao hoặc là những cái quá trình tập luyện mà một số người cho rằng nó sẽ ảnh hưởng đến cái nguy cơ rách võng mạc, và cái từ cái rách võng mạc đấy dẫn đến cái chuyện bong võng mạc là cái nguy cơ mù lòa cho người bệnh. Tôi có nhận được một câu hỏi là có hỏi về cái chuyện tập tạ đấy, là một cái bạn tập tạ rất là nhiều năm và có người nói với bạn là nếu mà các bạn tập tạ nhiều thì cái nguy cơ rách võng mạc và bong võng mạc nó sẽ tăng lên. Một số bạn thì hỏi về cái chuyện tập yoga xem là nó có vấn đề gì đối với rách võng mạc với bong võng mạc hay không. Thì đấy chính là cái chủ đề mà tôi sẽ nói với các bạn ngày hôm nay. Vâng, thưa các bạn, bác sĩ Quân đã trở lại. Thưa các bạn, nếu như các bạn là người đầu tiên đến lần đầu tiên đến xem video của tôi thì kênh của tôi thì chủ yếu là nói về sức khỏe và những vấn đề có khác có liên quan, đặc biệt là sức khỏe về mắt, bởi vì tôi là một bác sĩ chuyên khoa về mắt. Chủ đề ngày hôm nay thì tôi sẽ nói về cái chuyện là những cái môn thể thao hoặc là những cái hoạt động mạnh nào, hoạt động mang cái chất mạnh mẽ, nó có ảnh hưởng đến cái tỷ lệ rách võng mạc hoặc là bong võng mạc hay không. Thì cái việc đầu tiên tôi phải trao đổi rõ với các bạn. Các bạn thường có khuynh hướng như thế này, mình hỏi là ví dụ như là tập tạ thì nó có tăng cái chuyện là nó có dẫn đến cái chuyện là rách võng mạc rồi bong võng mạc hay không, thì các bạn phải rõ này, ngay cả khi các bạn không có tập tạ nữa hay là không tập thể thao nữa thì nguy cơ rách võng mạc và bong võng mạc nó vẫn có, đúng không nào? Điều này thì mình phải làm rõ với nhau là kể cả khi chúng ta bỏ hẳn những cái hoạt động mà chúng ta coi như là có thể ảnh hưởng đến rách võng mạc, bong võng mạc thì nó vẫn có nguy cơ. Và điều đó dẫn tới là các bạn vẫn phải tái khám và theo dõi, đặc biệt là theo dõi những triệu chứng của mình hoặc là tái khám định kỳ theo bác sĩ. Cái nguyên nhân của nó thì các bạn, nếu các bạn chưa biết thì các bạn xem các video ở phía dưới thì tôi đã nói rất là nhiều về cái nguyên nhân của chuyện rách võng mạc, bong võng mạc, và trong đó cái nguy cơ chủ yếu đó là hiện tượng bong dịch kính. Và khi bong dịch kính ra thì những cái dịch kính mà nó bám lên trên bề mặt võng mạc thì nó có thể kéo rách võng mạc. Trong trường hợp mà các bạn có một cái lỗ rách sẵn thì nó sẽ nhấc lên như một cái tờ giấy như thế này, nó nhấc lên sẵn này, thì cái dịch kính nó sẽ bám vào đây và khi diễn tiến theo năm tháng thì nó sẽ dịch kính nó vẫn co rút và nó vẫn có nguy cơ là nó kéo rách võng mạc lên. Thì việc chúng ta cần làm là chúng ta sẽ la dây xung quanh để chúng ta đóng đinh nó lại, khóa nó lại để cho cái chuyện co kéo này nó không có gây rách to hơn hoặc là nó gây bong võng mạc. Thế thì những cái hoạt động nào nó có thể dẫn tới cái chuyện tăng nguy cơ thì các bạn dễ dàng rất có thể tưởng tượng được, tức là những cái hoạt động nào mà nó gây những cái sự dao động của mắt, dao động càng nhiều thì nguy cơ càng nhiều. Chúng ta tưởng tượng như là chúng ta có cái mảnh rách đây, và chúng ta có một cái anh chàng nó bấu lên trên này, bây giờ nó rung lắc như thế này thì đương nhiên là cái nguy cơ bong nó sẽ cao hơn. Vậy thì những cái môn thể thao nào mà nó có cái yếu tố nguy cơ rung lắc như vậy thì là sẽ có nguy cơ nhiều hơn, hoặc là những cái chấn thương nó cũng có thể gây những cái rung lắc như vậy và nó gây tăng nguy cơ của bong võng mạc. Vậy thì tôi sẽ đi cụ thể vào những cái môn thể thao mà bạn hỏi. Tôi nói ví dụ như là về tập tạ chẳng hạn, thì tập tạ nó có rung lắc hay không? Thì về nguyên tắc thì không, tại vì tập tạ thì thường các bạn phải điều chỉnh nhịp thở và cái tập của bạn là cái nguyên tắc người ta gọi là no jerky movement, là các động tác của bạn dứt khoát, không có giật ra giật vào như này mà rất là dứt khoát và đúng chuẩn, thì cái nguy cơ rung lắc này nó không có nhiều. Cái sự rung lắc này nó xảy ra khi mà các bạn làm những last rep đó, những cái đẩy cuối cùng mà các bạn dùng nỗ lực các bạn đẩy thì mắt nó sẽ rung, cơ thể của mình nó rung và cái mắt mình sẽ rung. Nhưng mà bạn so sánh với những cái rung lắc khác, tôi nói ví dụ như bạn ngồi xe chẳng hạn, các bạn đi đường sóc hoặc là các bạn chạy bộ chẳng hạn, thì những cái rung lắc của chạy bộ hoặc là ngồi xe sóc nó lớn hơn rất là nhiều
so với các bạn tập tạ. Đấy, một cách rất là đơn giản như thế. Hoặc là khi các bạn tập yoga chẳng hạn thì cái tư thế của bạn cũng vậy, chủ yếu là cái tư thế mà các bạn làm chậm thôi. À, làm chậm thì những cái chuyện rung lắc đấy nó cũng ít, không có nhiều. À, thì trong hai môn mà tôi trao đổi đó là môn tập tạ và môn yoga đó, thì cái mà cái nhịp thở của bạn có những lúc các bạn giữ cái nhịp thở nó ngưng lại thì nó sẽ làm tăng cái áp lực. À, cái áp lực này là tăng áp lực ổ bụng, cái ổ bụng của mình, và khiến cho cái máu nó chảy về nó sẽ khó khăn hơn, lượng máu chảy về khó khăn, và nó gây tăng cái áp lực trở về của máu. Thì những cái này nó sẽ chống chỉ định hoặc là rất là hại cho những bệnh nhân, ví dụ như những bệnh nhân bị giãn tĩnh mạch hoặc tắc tĩnh mạch. Nhưng mà đối với bệnh nhân rách võng mạc, bao võng mạc thì các bạn thấy về mặt cơ chế tác nhân thì nó không ảnh hưởng gì. Tại vì cái chuyện mạch máu nuôi đâu có ảnh hưởng gì với cái chuyện cơ chế là co kéo giật ở trong thành nhãn cầu đâu, đúng không nào? Cho nên là thực ra chuyện các bạn tập tạ hoặc là các bạn tập yoga thì nguy cơ rách võng mạc hoặc bong võng mạc nó còn thấp hơn các bạn chạy bộ hoặc là các bạn đi xe ở những cái vùng mà sóc nhiều. Vậy thì những bạn nào hỏi mình vậy là tôi sẽ phải ngưng cái chuyện chạy bộ hoặc là chúng ta ngồi xe phải đi đường bằng hết sao? Thực ra thì cuộc sống không phải lúc nào nó cũng mình cũng có thể kiểm soát được tất cả mọi thứ, đúng không nào? Khi người ta nói tăng nguy cơ thì điều đó có nghĩa là không có nghĩa là chuyện đó nó sẽ xảy ra. Không có nghĩa là nó chắc chắn xảy ra, mà nó có nguy cơ cao hơn so với người bình thường. Như vậy thì nếu như các bạn đã được làm laser rồi, nếu như các bạn đã được tái khám và đúng lịch tái khám của bạn thì các bạn không phải lo lắng gì, kể cả các bạn chạy bộ hoặc là đi xe những vùng đồi núi như vậy thì các bạn vẫn có thể đi bình thường, chẳng có vấn đề gì cả. Túm lại là những môn thể thao mà phải di chuyển rung lắc nhiều thì các bạn cẩn thận, cẩn thận ở chỗ là chúng ta phải chú ý những cái triệu chứng mà xảy ra khi mà có sự rách võng mạc hoặc bong võng mạc, tức là cái ruồi vai nó tăng lên chớp sáng, hoặc là cảm thấy cái dấu mèn màn che, tức là mất cái thị trường, hoặc là thị lực giảm. Thứ nhất là chúng ta phải 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 chú ý những cái dấu hiệu triệu chứng đó. Thứ hai là chúng ta có cái lịch tái khám bác sĩ thường xuyên. Nếu chúng ta đến lịch chúng ta tái khám thì mọi chuyện cũng sẽ rất là an toàn, ngay cả trong cái trường hợp mà những cái giai đoạn đầu bong võng mạc xảy ra giai đoạn sớm thì chúng ta xử lý thì cái kết quả vẫn cực kỳ tốt, không thành vấn đề gì cả. Đấy, thì các bạn chỉ cần nhớ những chuyện đó, còn những cái khác thì nó không ảnh hưởng nhiều đến đến cái kết cục rách võng mạc, bong võng mạc đâu. Tuy nhiên tôi sẽ lưu ý các bạn là có một cái khoảng thời gian mà các bạn hạn chế tất cả những cái vận động, tức là đi đi nhẹ nói khẽ cười duyên thôi, tức là cái giai đoạn trong vòng 2 tuần sau khi các bạn làm laser. Tại vì cái giai đoạn đó thì cái laser nó chưa có đủ độ vững, cho nên là trong vòng 2 tuần của các bạn sau khi làm laser đó, các bạn rất là hạn chế vận động. Chúng ta đi nhẹ nhàng thôi, đi xe thì cũng kiếm cái chỗ nào đi, đừng có để nó xóc quá. Hạn chế chạy bộ, đi nhẹ nhàng thôi. Sau 2 tuần đấy thì ok, thoải mái. Nhân tiện đây tôi cũng nói chuyện là nếu các bạn những môn thể thao có nguy cơ cao là boxing chẳng hạn, là những cái đấy thì không tránh được. Những cái đấy thì nguy cơ rất cao, thì nếu mà các bạn chơi boxing thì tôi khuyên là không nên, nếu các bạn đã có rách võng mạc rồi hoặc là đã có tiền căn bong võng mạc rồi thì các bạn tránh boxing. Tại vì khi mà các bạn tập đối kháng là không tránh người ta đấm vào cái vùng mắt của mình, và những cái chấn thương do cái boxing á là cái nhãn cầu nó rung lắc rất là mạnh, và nguy cơ bong võng mạc nó cao hơn hẳn luôn rất là nhiều. Thì đấy là cái boxing là tôi khuyên là không nên chơi nữa nếu các bạn có nguy cơ. Thế còn những môn chơi thể thao khác thì các bạn cứ thoải mái. Bởi vì nếu các bạn không chơi thể thao thì các bạn có thể là sẽ chết vì các bệnh lý do không tập thể dục, chứ không phải là cái chuyện chúng ta nói chuyện mặt không, đúng không nào? Vâng, thưa các bạn, như vậy là tôi đã nói xong với các bạn về cái chuyện các bạn có nên ngưng tập tạ hoặc là nên ngưng tập yoga sau khi các bạn đã làm laser quang đông điều trị rách võng mạc hay không. Hy vọng là các bạn đã tìm những thông tin hữu ích trong video này. Và nếu các bạn thấy thông tin hữu ích thì các bạn nhớ đừng quên like và subscribe cho kênh để tôi sẽ tiếp tục làm các video trong thời gian tới. Và nhân dịp năm mới 2021, xin chúc các bạn một năm mới thật nhiều thành công, thật nhiều sức khỏe.
Và năm mới hy vọng là đến khoảng cuối năm chúng ta đã có thể đi chơi đây đó và thoát khỏi vòng kiểm tỏa của virus COVID-19. Đến đây, tôi xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Goodbye for now.